Xin chào bạn, tôi Tú Phan. Đang dẫn các bạn trên trang web là phan.kimtu.com. Vừa trước chúng ta vừa xong cái phần mà chỉnh cho bức ảnh ta sáng tối rồi nè, picture. Giờ chúng ta sẽ tới cái phần tiếp theo là phần laser. Và phần này chúng ta sẽ chỉnh tách phần nền thôi. Phần này đơn giản lắm bạn. Thay phông nền thôi, không gì. Một vài phút là xong mà. Thực ra thì chúng ta làm bên Photoshop thì nó ok hơn, nó tốt hơn. Nhưng mà bên trong phần mềm bỏ Pro này chúng ta cũng vẫn làm được ha bạn. Nhưng mà làm bên Photoshop thì nó tốt hơn. Rồi. Thì dễ lắm bạn. Thì bạn sẽ thấy cái phần laser cuối cùng này, chúng ta đọc hết những cái tab bên trên rồi, chỉ còn cái cuối cùng là laser thôi. Bật nó lên. Rồi bạn sẽ click cho tôi cái nút đầu tiên là nút này, create đây. Create background mask, tạo cái mặt nạ. Nó sẽ thuần mềm, nó sẽ rộng tách cái phần mặt nạ ra bạn. Thấy chưa? Cũng tương đối nó cũng bị lỗi nhiều chỗ nè bạn nè. Bên đây là phần background luôn ha, bên đây là background nè. Bên đây là foreground. Rồi. Thì tương ứng đó thì cũng có hai cột, một cột đây là dành cho foreground, đây là foreground, còn cột bên đây là dành cho background vậy thôi. Thì đây là bạn sẽ cộng thêm cái phần foreground, còn đây là dấu trừ là bạn chuyển hình thành background, nó vậy thôi. Giờ ta làm thử nha. Giờ chúng ta sẽ còn sót những cái chỗ nào bạn thấy nó còn thiếu nè, thì bạn sẽ click vào foreground đây, cộng thêm foreground nè. Tôi sẽ rê thử nha. Nó sẽ lấy lại những phần đó, và những cái phần đó bên đây nó lấy thì tất nhiên bên đây mất, còn bên đây mất thì bên đây lấy ha. Hai cái nó ngược nhau. Nè cái chỗ này tôi sẽ rê. Rê. Thấy chưa? Thì công cụ này giống như là cây đũa thần bên Photoshop nha. Bạn rê thì nó sẽ chọn luôn chúng ta. Rồi trong trường hợp này tôi lấy luôn cái chỗ này luôn nè. Bạn thấy chưa? Thì bên đây nó mất tiêu. Giờ tôi muốn tách loại bỏ cái phần cái chỗ cái tay này làm sao? Thì tương tự gì bạn chọn bên đây. Bạn chọn đây là bạn rê ra thì nó sẽ lấy cái phần phần nền. Lít giữ trái không vuông thì bạn rê thôi, dễ mà đúng không? Nó dễ thôi. Rồi nó sẽ lấy cho chúng ta dùng đó. Rồi gì thôi, bạn thấy chưa, dễ mà. Rồi sau đó tiếp tục tới cái phần tóc này, bạn muốn lấy cái phần tóc nó chưa được chính xác, bạn muốn lấy cho nó chi tiết thì bạn đây nó có cái chữ file detail nè, bạn click vô đây, tăng cái cọ vẽ lên. Thì lưu ý là tắt tiếng Việt ha, Unicode hay là Vicode đó, bạn tắt tiếng Việt đi để sử dụng dấu đóng mở hoặc vuông hoặc rê đem được nè. Tăng cái nét cọ vẽ lên rồi rồi sau đó tắt cọ vẽ lên để chúng ta rê trên cái phần tóc ha. Rê thử cái phần rìa tóc ngoài thôi nè, không lố bên trong nha. Lưu ý là sử dụng cái file detail này để tìm những chi tiết của phần rìa tóc. Lưu ý là rê cái phần rìa bên ngoài tóc ha, gần gần cái phần rìa thôi, không được lố vào trong tóc, chỉ là rìa bên ngoài thôi. Thì tự động nó sẽ lấy đi những cái phần tóc mà nó bị biến còn thiếu á, còn thiếu của phần nền nó sẽ lấy ra. Anh thấy chưa, nhìn đẹp hơn hồi nãy ha. Lưu ý là chỉ rê phần rìa bên ngoài thôi, không lố bên trong phần tóc, gần rìa thôi. Rồi là cái này. Sau khi xong rồi thì bạn có thể là xong rồi. Còn làm gì nữa đây? Đây là những cái kiểu hiển thị nè. Thì bạn có thể là click vô đây để xem thử. Đây là kiểu hiển thị của bên foreground, còn đây là kiểu hiển thị của background. Bạn chọn kiểu nào tùy bạn. Thấy chưa? Đây là phiên đâu, lấy cái phần tóc rất là tốt rồi mà. Bạn hãy click vô chế độ này để bạn lấy. Nó sẽ click vô chế độ này để bạn lấy màu đen tối thì nó dễ so sánh hơn. Hay là bạn để chế độ này thì bạn hãy quay lên cái phần này, bạn hãy fill detail lại. Và bạn click vô đây là bạn lấy bằng. Ở đây thì nó xóa rồi. Nó thấy chưa? Rồi đại khái là bạn đây là phần ta tùy chỉnh cái phần hiển thị của foreground. Vậy thôi. Nhưng mà thường ta để mặc định gì luôn. Còn đây tùy chỉnh ngược lại, đây là phần background. Rồi tùy các bạn ha. Rồi chúng ta tùy chỉnh, chúng ta hiển thị ra không gì. Còn khi mà bạn muốn đổi một cảnh nền á thì bạn click vô cái background image này. Rồi thì bạn sẽ cộng vào cái đây là một cái màu đơn sắc, hay là một cái màu chuyển sắc, hay là một cái bức ảnh bạn tự chèn vào. Rồi chỉ như tôi cộng thử một bức ảnh nha bạn. Click vô đây nè. Tôi click vô đây, tôi sẽ sử dụng một cái bức ảnh trên máy tính của tôi. Đây là những cái file mẫu có sẵn của cái phần mềm Portrait này. Thì sẽ tôi chọn một cái file nào, ví dụ đi tôi phải lấy một cái file file nào bạn, file này đi open nó, thấy chưa? Ta lấy cái ví dụ đây, bạn hãy chọn cái file khác trên máy tính các bạn. Ở đây nó có chức năng cắt xén nè, crop cắt xén nè. Rồi thì bạn hãy chỉnh thêm phần màu sắc của phần background với foreground tùy các bạn ha. Nó những cái tùy chỉnh này nè, tương tự như cái video trước tôi hướng dẫn các bạn cái phần mà chỉnh sửa picture, chỉnh sửa ảnh, tại vì độ sáng, độ tương phản nè, thấy chưa? Bạn muốn chỉnh gì tùy các bạn.
Đây là bạn chỉnh background, còn này chỉnh foreground. Lưu ý ha, background là cái nền nè. Hồi xưa cái nền tôi muốn cho nó mờ, hay cho nó mờ. Hoặc là cái nền tôi muốn nó hơi tối tí thì tôi chỉnh cái độ tối nó xuống. Còn sáng lên tí, hay cho tùy các bạn thôi. Này ta chỉnh cái bằng foreground. Rồi bạn tự thì tìm hiểu thêm những cái này dễ các bạn, chỉnh sáng tối thôi. Sau đó ok là xong. Thấy chưa? Dễ chưa? Đơn giản ha. Đây là trước nè, đây là sau nè, trước khi thay nền nè, sau khi thay nền nè. Đây là cái phần tóc thì nó sẽ phần khó các bạn, có tóc thì nó sẽ khó, những tóc rối, tóc quăn gì nè. Còn cái nào mà có cái nền nào trong suốt mà không ít tóc á thì dễ lắm, làm dễ lắm. Thì này nó tương tự như Photoshop thôi. Rồi tao kết thúc video này tại đây nha. Tao là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.